Xin chào các bạn đang xem video. Video của ngày mùng 7 tháng 8. Như thường lệ mình lên vào mỗi thứ hai hàng tuần. Giá bán và kích thước thì mình sẽ báo cụ thể trên video. Và các bạn mua hàng thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0989 068 323. Các sản phẩm dao của mình đều đã mài sắc bén như mới. Các bạn mua về chỉ việc sử dụng thôi. Mình đã vệ sinh sạch sẽ và mài sắc bén như mới. Giá bán thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển mình tính đồng giá là 30.000 đồng. Và các bạn mua hàng thì đặt cọc trước cho mình 50.000. Đấy là cái bảo đảm cái quyền lợi của người bán với người mua, cái trách nhiệm. Phần còn lại các bạn sẽ thanh toán sau khi nhận hàng, kiểm tra đúng hàng các bạn đặt mua. Trường hợp có nhầm lẫn, mình sẽ có trách nhiệm hoàn lại 50.000 tiền cọc đó. Và mình đi vào chi tiết. Hôm nay mã video là mã 33, có hơn 40 mã sản phẩm. Có đầy đủ Nakiri đề ba khá là mới, xài lướt, dao đi rừng, Betty. Đầu video là mình có được một cặp liếc. Mình bán là 180.000 một chiếc. Trên liếc là có ghi chữ Made in Japan. Cái hàng này thì nó là nằm trong cái hàng bãi của Nhật. Còn xuất xứ của cái dòng này thì không biết là cụ thể có phải đúng là của nước Nhật sản xuất hay không. Tuy nhiên nó có Made in Japan. Bởi vì là nó hiện tại thị trường nó có rất nhiều cái dòng sản phẩm nó ghi là Made in Japan. Tuy nhiên cái này mình đánh giá cũng chất lượng rất là tốt. Liếc nó không bị vấp. Điều đó chứng tỏ là cái cây liếc thép nó rất là cứng. Mình bán là 180.000 một cây. Liếc nó có 5 châm. Thân liếc là được 30.3. Tổng chiều dài là được 42.5. Tổng chiều dài được 43. Cái này nó có 5 châm, nó dính. Đường kính của liếc là được 11 ly. Mình bán là 180.000 một cây. Các bạn dùng hay hỏi liếc thì có thể quan tâm hai mã này, giá rất là hợp lý. Theo mình có một cái combo bào gỗ có 3 cái. Nó quấn ở trong một cái tấm vải này. Này kích thước khá là lớn. Mình không chuyên về bào, tuy nhiên thấy ở trong cái lô nó có mình chốt ở trên lô đó. Cái này chiều dài là được 27, rộng là 8.8, độ dày là 3.5. Mình bán cái combo này 3 cái là 300.000. Các bạn về tự mài nhé. Mình không có kinh nghiệm mài bào. Cái thứ hai, cái này bề mặt rất là nhiều chữ. Chữ này có vẻ như là chữ Tokyo này. Bề mặt cái này như kiểu vân búa. Lưỡi còn rất là bén. Dòng gỗ rất là cứng chắc. Chiều dài là 27. Bản rộng là 8.1. Độ dày cái này là 3.5. Đây, cả ba cái nó cuốn ở trong cái tấm vải này. Cái cuối cùng nó là cái dạng bào này. Hai cái phần lưỡi sắt của hai cái thanh kim loại này nó xếp vào nhau ở đây. Rồi combo này mình bán là 300.000 cả ba chiếc. Đây, chữ của nó đây. Rồi mình đi vào chi tiết các mã sản phẩm. 33-1, một cây dao đi rừng, ba lớp thép, lưỡi cân dùng cho cả tay trái và tay phải. Cái này từ cán đến thân dao còn rất là ok.
cán còn rất là bền chắc. Đinh tán, hai đinh tán. Cái này nó có chữ, tuy nhiên chữ rất là nhỏ. Chữ ở đây. Cái này các bạn nhìn cầm trực tiếp thì các bạn sẽ nhìn được chữ của nó. Chiều dài lưỡi dao là 14.3. Bản rộng là 7.3. Độ dày ở giữa là 8 ly. Trên này được 9 ly rưỡi. Dùng cho cả tay trái và tay phải. Mình bán là 330.000 đồng. Mình đã mài bén rồi, các bạn việc về chỉ cần sử dụng thôi. .33-2, một cái cây dao lóc thép carbon nguyên khối. Cái dáng dao của nó nguyên bản như vậy, mình không chế chéo gì cây này. Đây là thép Nhật Bản này. Đây là của Masahiro. Khâu đúc. Trên video thì mình giới thiệu một số cái từ ngữ nó hơi về chuyên môn một tí, tuy nhiên nó cũng không khó hiểu lắm. Tức là mình giới thiệu thép carbon thì là mặc định là nó có gì, và thép kháng gì, tức là nó là thép carbon nhưng có pha thành phần kháng gì, tốc độ ăn mòn sẽ chậm, nó sẽ gì chậm, và thép không gì tức là nó sẽ không bị gì, không bị vàng ố. Các bạn nhấn mạnh như vậy để các bạn căn cứ vào đó, các bạn xác định chốt cái dao mình tham khảo. Chiều dài lưỡi cái này là 18.8. Bản rộng là 3.8. Độ dày cái này là gần 2 ly. Sát cán. Cán hai đinh chốt bằng đồng thau. Phun tan ra là sâu. Cái này thì dùng thái và lóc rất là ok. Mũi dao nó khá là nhọn. Mình mỗi một video nó có khoảng hơn 40 mã sản phẩm. Các bạn có thể tua nhanh đến cái mã sản phẩm các bạn quan tâm. Mình bán 280.000 đồng. 33-3, một cây Santoku, 3 lớp thép, hàng rèn thủ công, thép carbon. Cái này sử dụng là lõi thép giấy xanh, cán gỗ cầm chỉ. Có mộc diện. Thép giấy xanh thì độ cứng của nó rất là cao và độ giữ bén của nó rất là cao. Chiều dài lưỡi là 15. Bản rộng là 4.2. Hàng rèn thủ công, nó sẽ dày sát cán. Cái này là 4 ly. Về mũi nó còn 2 ly. Mình bán là 350.000 đồng. .33-4, một cây Nakiri, thép carbon, 3 lớp thép, hàng rèn thủ công, dày từ trong, mỏng dần về mũi. Cái lớp lõi của nó, thường lớp lõi của nó là rất là cứng, độ cứng của nó lên trung bình nó khoảng vào 60 HRC, tức là rất là cứng so với những cái dòng thép thông thường. Còn bên ngoài nó ốp bằng các loại thép mềm. Cái nguyên tắc cấu tạo đó ở Việt Nam mình gọi là thép kẹp, thép bổ. Cán gỗ cầm chỉ, khâu inox. Chiều dài lưỡi là 18.1. Bản rộng 5. Độ dày sắt cán cái này là 4.5. Về mũi còn 1 ly. Mình bán là 320.000 đồng. Thời tiết của Hà Nội trong thời gian điểm này nó âm u, nó sau mưa nó âm u, là chất lượng ánh sáng nó không được rõ nét lắm. Những dòng này chỉ dùng để thái,
tuyệt đối không băm chặt. Những cây nào có thể dùng chặt thì mình sẽ giới thiệu rõ ở trên video. Các bạn không phải dùng cái này mà chặt là nó sẽ mẻ ngay. Mình bán là 320.000 đồng. 33 gạch 5. Cũng là một cây Nakiri. Hàng thủ công, thép carbon 3 lớp thép. Lưỡi cân dùng cho cả tay trái và tay phải. Có mộc triện và chữ khắc trên thân dao. Có một nhược điểm nhỏ, cái phần ốp của nó, thép mềm, nó bị ăn mòn ở đây. Tuy nhiên nó không ăn mòn tới lõi. Lõi còn rất là tốt, lưỡi dao còn đảm bảo độ sắc bén. Chiều dài lưỡi là 16.8. Bản rộng là 5. Độ dày sắt cán cái này là 4 ly. Giá bán là 280.000 đồng. Ba mươi ba gạch 6, một cây Nakiri, hàng rèn thủ công, 3 lớp thép. Thép carbon. Chiều dài lưỡi cái này là 16.5, bản rộng là 5.3, độ dày sắt cán 4,5 ly, giá bán là 280.000 đồng. Một cái đặc điểm của thép carbon thì cái độ giữ bén của nó rất là tốt. Độ giữ bén ở đây là tính bằng theo cái cảm nhận của mỗi người dùng, nó là độ sắc lâu, mình hiểu là độ sắc lâu, độ giữ sắc lâu. Cái này lõi đường Harmon lượn sóng rất là đẹp, lõi rộng, 280.000 đồng. 33 gạch 7, một cây Nakiri, hàng rèn thủ công, thép carbon, 3 lớp thép. Cái này có khắc hình con ngựa. Chữ rất là mờ. Lưỡi dao có một vết đứt rất là nhẹ, kiểu như một sợi tơ, sâu vào tầm 1 ly. Không ảnh hưởng gì đến cái lõi dao. Sống dao rất là dày, sát cán này. Chiều dài 16.7. Bản rộng là 4.8. Độ dày sát cán cái này 6 ly. Về phần mũi được còn 1 ly. Cán còn rất là ok. Bề mặt còn có cái lớp gram màu đen này, màu xanh này, chống rỉ này. Cái này có độ kháng rỉ. Giá bán là 300.000 đồng. 33 gạch 8. Một cây dao 3 lớp thép. Lõi sử dụng thép carbon. Ốp không rỉ hai bên. Chữ khắc cả hai bên. Dài lưỡi cái này là được 19.9. Bản rộng 3.8. Bản rộng sát cán. Độ dày 1,5 ly. Giá bán là 200.000 đồng. Nó ốp không gì hai bên. Nó rất là vệ sinh. Nó sử dụng được cái phần lõi là thép carbon. Còn ốp không gì. Nó khắc phục cái nhược điểm gì của thép carbon. 200.000 đồng. Ba ba gạch 9, một cái hộp, một cây Nakiri còn nguyên hộp. Cái này hoàn toàn là mới, chưa có dấu hiệu sử dụng. Cán còn rất là sạch sẽ, chưa sử dụng. Là cái hộp của nó. Thép carbon, 3 lớp thép.
chiều dài lưỡi là 16, bản rộng sắt, bản rộng ở giữa dao nó là 5.7. Độ dày sắt cán cái này 6 ly, về mũi còn 1 ly, còn nguyên cái lớp ram chống rỉ. Mình bán cái này là 350.000 đồng. Hàng này mình cũng không cần mài, vì nó là hàng mới. Lưỡi dao để nguyên không cần mài. 33-10. Một cây cây dao bản lớn này. Cái này nguyên khối thép không rỉ. Đây có 4 chữ. Kích thước rất là lớn. Này thái đồ thì nó sẽ rất là sạch. Nó thái đồ chín hoặc là thái bổ hoa quả. Rất là hay. Chiều dài lưỡi cái này là 30.3. Bản rộng là 8.1. Độ dày đều. Độ dày của dao là 1 ly rưỡi. Mình bán là 350.000 đồng. Cái này thì các bạn dùng để bổ hoa quả thì mình nghe thấy nó rất là hợp lý. Cực kỳ bén. Chữ này là chữ in bề mặt. Ba mươi ba gạch 11. Một cây Nakiri. Cái này còn khá là mới. Đây có chữ khắc này. Hàng 3 lớp thép. Mình dịp này có công việc riêng cho nên là không có thời gian để mài để tách vân. Cái vân thép của nó rất là rộng. Đây, vân thép của nó đường Harmon lợn sống. Cái này thì cái đường vân của nó không được cân lắm. Tức là đường lõi ở giữa nó không được cân lắm. Phần lớp ốp của nó với đường lõi nó không được cân. Nó không được đều lưỡi lắm. Nên cái này có thể là hàng bãi của họ vì lý do lưỡi của nó lõi của nó không được cân. Không được đồng đều. Chiều dài lưỡi của nó là 16.7. Bản rộng 5.2. Độ dày sắt cán cái này 4 ly. Cái này mà nhúng qua FSL các bạn sẽ thấy cái lõi của nó rất là đẹp. Mình bán cái này là 280.000 đồng. Chỉ dùng để thái. 33-12. Một cây sashimi. Hai lớp thép. Độ kháng rỉ rất là cao. Lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải. Có 3 chữ khắc. Đường phân tách giữa hai lớp thép rất là rộng. Mình mài với độ mịn 3000. Hàng rèn thủ công nó dày thì trong và mỏng dần. Chiều dài lưỡi cái này là 12.8. Bản rộng sắt cán là 3. Độ dày sắt cán cái này 3 ly rưỡi. Về mũi còn hơn 2 ly. Bán là 330.000 đồng. Cái này hình thức dao còn rất là đẹp. Chữ khắc đậm sâu rõ nét. Cán gỗ khâu nhựa. Cắt cực kỳ ngọt. Ba ba gạch 13. Một cây santoku. 3 lớp thép. Hàng rèn thủ công. Lõi là thép carbon, có độ kháng rỉ. Còn bề ngoài là ốp không rỉ. Lõi độ kháng rỉ rất là cao. Lõi rất là đẹp. Cái này dùng thái. Santoku nó, cái công năng của nó rất là đa dạng. Với cái mũi nhọn, dùng thái, dùng lóc. Rất là hay. Chiều dài lưỡi là 16.5. Bản rộng 4.5. Dày sắt cán cái này là gần 4 ly. Phần mũi cái này còn 1 ly, hơn 1 ly. Chữ khắc thủ công. Khắc bằng tay. Giá bán 450.000 đồng.
cực kỳ sắc ngọt. 33 gạch 14, một cây nakiri, hàng thủ công, 3 lớp thép, thép carbon, lõi dao mài với độ mịn 3000, đây là chữ khắc trên thân dao. Phần phía sau cán nó có chữ tem mác trên cán dao vẫn còn, dùng để thái. Chiều dài lưỡi là 16.3, bản rộng là 5.2, dày sát cán cái này 5 ly, phần mũi còn 1 ly, giá bán 330.000 đồng. Khi các bạn dùng những cái dòng dao thái của Nhật, thậm chí thái cái phần thịt mà đã lọc xương, cá cũng vậy, đã lọc xương, thì cái lưỡi dao, vì cái lưỡi dao của nó rất là mỏng. Người Nhật người ta phong cách, thói quen dùng dao của người ta là người ta sẽ lọc hết phần thịt và phần xương của động vật, sau đó họ dùng thái. Và một cái đặc điểm nữa là sau khi dùng xong, họ sẽ rửa sạch và lau khô bằng một cái rẻ rất là sạch, rẻ khô. Nó sẽ có cái bảo quản dao rất là tốt. Nhưng mà nếu một cây dao thép carbon như vậy, độ bén như vậy mà chúng ta dùng xong, chúng ta để úp con dao xuống, để nằm con dao xuống như này, hoặc là treo dao lên nhưng mà bề mặt dao vẫn dính nước, thì nó sẽ dễ bị rỉ. Tốc độ rỉ của nó như dao của Việt Nam mình, như cái dòng dao làm bằng nhíp xe, vòng bi. 330.000 đồng. 33 gạch 15, một cây nakiri. Cái này là của thương hiệu gì đó mình, đây là Sharp, nó có chữ ở đây. Trên hình ảnh các bạn rất là khó nhìn, nó sử dụng thép molybdenum và vanadium, MV là ký hiệu của hai cái dòng thép molybdenum ấy. Có cách đọc là molybdenum, vanadium. Thép kháng rỉ rất là cao, thậm chí là không rỉ. Tay cầm đúc liền với thân dao. Bề mặt có vân búa, chống dính, chống trơn, tăng độ bám. Chiều dài lưỡi cái này là 16.3, bản rộng là 4.8. Độ dày là 1 ly rưỡi. Giá bán là 300.000 đồng. Dùng thái cái dòng này nó rất là bén, tay cầm nó không bị ngấm nước. 33 gạch 16 là một cây santoku của cái dòng vẫn là cái dòng thương hiệu của cái cây nakiri 33 gạch 15 kia, Sharp thì phải. Thép MV, tức là molybdenum và vanadium. Cán vân búa, thép kháng rỉ rất là cao, có thể coi là không rỉ. Chiều dài lưỡi là 16.5, bản rộng là 4.6, sát cán, dày 1 ly rưỡi. Cái này cũng là 300.000 đồng. Các bạn có thể sưu tầm một cặp nakiri và santoku của cái thương hiệu này. 33 gạch 17, một cây santoku, 3 lớp thép với lõi là thép carbon, ốp không rỉ. Cái này có mộc triện và rất nhiều chữ khắc. Chiều dài lưỡi là 17.7, bản rộng là 3.9, bản rộng sát cán, độ dày cái này là hơn 1 ly. Cái này dùng thái thì tuyệt vời, nó chiều dài lưỡi tốt.
lõi có độ kháng gì, thép carbon như có kháng gì. Cụ thể là cái đường sống dao của nó không có cái vệt xám đặc trưng của thép carbon, chứng tỏ nó là cái lõi của nó kháng gì. Giá bán là 300.000 đồng. Mình mài với độ mịn 3.000 cho nên là cái lưỡi dao nó rất là bén. .33-18. Một cây Santoku của Barito sử dụng thép molybdenum và vanadium. Dòng này giá dao mới của nó cũng khoảng 1.5 triệu một cây. Bề mặt cây dao còn rất là tốt. Cây này là 3 lớp thép. Thép 3 lớp, lõi không gỉ và ốp không gỉ. Mình không có nhúng qua FEC, là khi nhúng qua thì cái phần lớp lõi cũng như là cái lớp ốp nó sẽ hiện ra rõ hơn. Nó sẽ kiểu như là nhìn rõ hơn so với cây dao đi rừng này. Cán dao vân búa. Chiều dài lưỡi là 18.2. Bản rộng sắt cán cái này là 4.2. Độ dày 2 ly. Mình bán 380.000 đồng. Dùng dòng này. Dòng này đảm bảo với các bạn sẽ thấy bất ngờ về cái độ bén của nó. Ưu điểm của nó là không gỉ, rất là sạch. 33-19. Một cây dao lóc dáng Honetsuki, chuyên về lóc. Cái này lưỡi cân, dùng cho cả tay trái và tay phải. Đây là chữ khắc thân dao. Cái lóc này có cái bề dày khá là dày. Độ dày khá là dày. Lưỡi dao mặc định của nó là nó hơi cong một chút nhé. Thường thì những cái cây Honetsuki nó sẽ bầu hơn một chút cái phần lưỡi này so với hai điểm đầu và cuối này. Tuy nhiên cây này nó hơi lõm hơn một chút. Nhưng mà cái công năng của nó là chuyên về lóc thì dù lõm hay lồi nó không quan trọng lắm. Chiều dài lưỡi là 14.4. Phần rộng sắt cán của nó là 3.5. Độ dày cái này là 2.5 ly. Cán gỗ, 3 đinh chốt, cán phun tang ra đằng sau. Giá bán 300.000 đồng. Lóc lưỡi cân. 33-20. Một cây Betty của Misono. Một cây Betty hàng xài lướt còn hoàn toàn như mới. Cái này thêm cái hộp nữa thì nó là hàng mới. Misono Hamex. Sử dụng thép molybdenum, không gỉ. Từ cán dao đến tổng thể. Đây là cái vết mình sử dụng cái tinh dầu hoa trà bảo quản. Các bạn nhìn nó hơi loang một chút. Tuy nhiên là hàng hoàn toàn như mới. Dòng gỗ cao cấp. Dài lưỡi cái này là 12. Bản rộng cái này là 2.7 sát cán. Độ dày cái này gần 2 ly, tầm 1.8 ly. Cực kỳ bén. Cái này mình bán 300.000 đồng. Petty này rất đáng sưu tầm. Quá là đẹp. 33-21. Một cây Betty của Masamoto. Một cái dòng mà một cái thương hiệu mà ít gặp cái dòng Betty. Có lẽ là lần thứ hai mình gặp một cây Betty của Masamoto. Rất là ít gặp. Cây này cũng còn rất là mới. Cán gỗ, 3 đinh chốt. Cái này hàng xài lướt cho nên là bề mặt của nó hoàn toàn không có một vết gỉ nào. Thường họ sử dụng thép giấy trắng.
Cái này thì mình không gõ rõ là cái chất thép của họ sử dụng thép gì. Một số những cây Masamoto họ sử dụng thép dây xanh. Cái này có thể khả năng là sử dụng thép molybdenum. Nó Betty bổ hoa quả nó sạch, thái thức ăn. Chiều dài lưỡi là 14.5. Bản rộng là 2.7. Bản rộng sắt cán. Độ dày cái này gần 2 ly. Mình bán 500.000 đồng. Hôm nay Betty thì có 3 cây đều là của những thương hiệu lớn. Cực kỳ bén. Thương hiệu dòng hệ 500.000 đồng. 33-22. Một cây Betty của Sugimoto là một cái thương hiệu rất là hệ. Thép kháng gì? Phần khâu dao này, khâu đúc này nó có cái chữ khắc thủ công. Cán gỗ, hai đinh chốt. Chiều dài lưỡi dao là được 14.7. Bản rộng là 2.7. Rộng sắt cán. Độ dày cái này là 1 ly rưỡi. Mình bán cái này là 350.000 đồng. Dòng gỗ rất là cao cấp. .33-23. Một cây dao lóc Honesuki. Lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải. Hai đinh chốt bằng đồng thau, khâu đúc, chữ khắc rõ nét trên thân dao. Chiều dài lưỡi của nó là 13.7. Bản rộng sắt cán là 3. Độ dày cái này là 2 ly. Bán 300.000 đồng. Mũi của nó đặc trưng của dao lóc. Cái này các bạn dùng kết hợp với liếc. .33-24. Một cây đề ba. Hàng còn hoàn toàn như mới. Xài lướt. Từ cán dao, khâu dao, bề mặt thân dao. Cái này cái tem của nó cũng còn nguyên, của làng rèn Sakai. Làng rèn Sakai. Cái này hai lớp thép. Lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải. Chữ khắc bằng mộc truyện trên thân dao. Bề mặt có độ kháng gì? Chiều dài lưỡi là 15.4. Bản rộng là 5. Độ dày sắt cán cái này là 8 ly. Phần đường phân tách giữa hai lớp thép. Cái này dấu hiệu sử dụng còn rất là ít. Khâu nhựa. Mình bán là 350.000 đồng. 330.000 đồng. Đề ba thì chuyên về xử lý làm cá. 33-25. Là một cây đề ba hoàn toàn như mới. Bề mặt chữ khắc thủ công. Cán dao hoàn toàn như mới. Khâu kim loại thép không gỉ. Lõi đường Hamon lọn lượn sóng này. Cái này thì nó rất là dày. Chiều dài lưỡi dao là 15
15.3 gần 15.4. Bản rộng sắt cán cái này là 5.2. Độ dày sắt cán cái này 9.5 ly. Cái này cực kỳ dày. Hàng hoàn toàn như mới. Đường phân tách giữa hai lớp thép, phần lõi. Đây là phần thép, trên này là phần ốp. Cán dao nguyên bản. Giá bán là 380.000 đồng. Ba ba gạch 26, một cây đè ba, hai lớp thép, dùng cho tay phải. Cái dáng của cây đè ba này thì nó dùng để lóc rất là hay, lóc và thái. Cán gỗ lim. Cái này nó bị hư cán và cái phần tang cán nó cũng bị hư, bên mình hàn lại bằng thép không gỉ. Que hàn cũng là que hàn thép không gỉ. Khắc phục tối đa, phục hồi nó tối đa. Chiều dài lưỡi là 14.8, bản rộng là 4.3, độ dày cái này là 4.5, bán là 180.000 đồng. Độ bén thì khủng khiếp. Bạn dùng lóc luồn lách xương nó ok, lưỡi dao nó dày. 180.000 đồng. 33 cây 27, một cây đề ba hai lớp thép, cái này sử dụng là thép carbon. Bề mặt ám gỉ mình giữ nguyên hiện trạng, mài với độ mịn 3.000. Cái này có chữ nhưng mà chữ của nó rất là mờ. Các bạn cầm dao trên tay các bạn mới nhìn rõ được cái chữ của nó rất là mờ. Hàng bãi, đã qua sử dụng. Chiều dài lưỡi là 16.5, bản rộng là 4.6. Độ dày của cái này là 7 ly. Sát cán, bán 230.000 đồng. Lưỡi dao được dùng cho tay phải. Giá rất là rẻ. Cán và khâu hình chữ D. Có một cái G ở đây, gần giống chữ D. Cầm nó sẽ ôm sát vào tay, nó chống cây dao không bị trượt. Cái thiết kế cán như vậy thì mình chỉ thấy duy nhất ở nước Nhật. Họ thiết kế theo cái lối cán như vậy. 33 gạch 28, một cây đè ba. Bản rất là lớn. Hai lớp thép, lưỡi dao dùng cho tay phải. Cái này có chữ khắc cả hai bên. Đây là đường phân tách giữa hai lớp thép. Lõi rất là rộng. Cái này bản lớn, các bạn dùng thái. Dùng cái này rất là thích. Thái đồ ăn. Đẩy. Để tay khi thái nó rất là thoải mái. Cán hình chữ D, cán và khâu hình chữ D. Cái này có độ kháng gỉ cao. Đây có như vẻ như là của Masa. Đây là mộc truyện của nó. Chiều dài là 20. Chiều dài lưỡi là 20. Bản rộng là 6.4. Độ dày sắt cán cái này 6.5 ly. Phần mũi là còn 3 ly. Cái này thiên về thái. Pha. Giá bán là 600.000 đồng. Rất ít gặp những cái dòng đề ba như vậy. Ba ba gạch 29, một cây Usuba hai lớp thép, thép carbon hai lớp thép, hàng rèn thủ công. Cán gỗ, khâu nhựa,
Bề mặt phần lõi nó có những vết ám gì? Đường phân tách rất là đẹp, lượn sóng. Hamon, Hamon tiếng Nhật của nó nghĩa là lượn sóng. Phần trên thì nó sử dụng cái thép ốp bằng cái thép nhiều vân thép, kiểu thép non, có nhiều cái lớp thép. Chiều dài lưỡi là 16.9, bản rộng là 4.1, độ dày sát cán cái này 3 ly, bán là 230.000 đồng. Ba ba gạch 30, một cây Santuku, 3 lớp thép với lõi là thép carbon, ốp không gì. Trên này có ký hiệu CH3000, cán còn rất là liên lạc, không bị nứt, không bị hở. Chiều dài lưỡi là 15.9, 16, bản rộng sắt cán là 3.9, độ dày cái này là 2 ly, giá bán là 180.000 đồng. Này bán rất là rẻ. Cái này các bạn dùng bổ hoa quả sạch. Giá này thì các bạn đủ, các bạn mới quan tâm đến dao Nhật, các bạn có thể dùng trải nghiệm cái độ sắc bén của dao Nhật, 180.000 đồng cộng phí ship. 33-31, một cây thép carbon nguyên khối có độ kháng rỉ cao, một cây Gyuoto, trên đây là chữ khắc thép Nhật Bản, cán gỗ 2 ly chốt. Bên đây chữ hơi mờ một chút, đây là chữ của Masa. Chiều dài lưỡi là 17.9, bản rộng sắt cán là 4, độ dày 2 ly, bán là 200.000 đồng. Ba ba gạch 32, nay mình có hai sản phẩm của dao Việt Nam mình muốn giới thiệu với các bạn. Lý do mình giới thiệu dao Việt ở đây thì thứ nhất là một cây dao chặt. Cái dao chặt của Nhật Bản thì nó khá là ít về, mà trong khi cái khách hàng hỏi mình rất là nhiều. Hôm nay mình giới thiệu một cái mẫu dao chặt sử dụng thép 440C và do một người thợ rèn rất là uy tín. Mình có biết đến anh này khá là lâu rồi. Cái phần lưỡi dao này họ dùng nhiệt luyện và nó tạo ra một cái đường vân. Mình đang muốn để các bạn nhìn rõ hơn. Đây, cái đường vân của nó. Nói chung là nó hơi khó nhìn qua hình ảnh này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy rõ cái đường nhiệt luyện của nó. Thép 440C thì độ cứng của nó đạt đến là 60 HRC. Độ cứng của nó tương đương với thép VG10 cũng như là thép giấy xanh. Đằng sau họ sử dụng thép không gỉ, cán rất là thẩm mỹ, 3 đinh chốt, khâu hàn, dùng chuyên về chặt gà vịt, chặt sườn rất là ok. Cái này mình bảo hành, các bạn dùng không đúng như chất lượng có thể phản hồi lại mình. Thép không gỉ. Chiều dài lưỡi cái này là 21.2, bản rộng là 9.1, độ dày đều. Độ dày của cây dao là gần 4 ly. Tổng thể cây dao nhìn rất là bắt mắt, rất là đẹp. Mình bán cái này là 1 triệu. Mình có 2 cây
giới thiệu trên video một cây thôi. Và cây thứ hai là một cây dao thái của thợ Việt Nam mình làm. Và bây giờ họ cũng đã cải tiến rồi, bắt đầu học theo những cái tiến bộ của những cái dòng dao nước ngoài, là họ sử dụng 3 lớp thép, với lõi của nó là thép vòng bi. À xin lỗi các bạn, đúng rồi, lõi là thép vòng bi và lớp ốp là ốp thép không gỉ. Chất lượng rất là tốt. Các bạn hình dung là thép vòng bi nó với thép lò xo, nó là một cái dòng mà thép hiện tại bây giờ so với những thép dòng mà tận dụng những cái phế thải ấy, tận dụng những cái dòng thép sẵn có để rèn dao thì nó là những cái dòng thép tốt nhất hiện tại so với những cái dòng thép nhập khẩu. Thì bây giờ người ta sử dụng cái lớp ốp không gỉ, ốp bề ngoài để khắc phục cái nhược điểm có gỉ của thép vòng bi, và lõi là vẫn sử dụng cái thép vòng bi đó. Bên mình mài với độ mịn 3000, dáng dao rất là rộng, lưỡi dao dài theo đúng phong cách của dao Việt Nam mình, thái rất là thoải mái, không gỉ, sạch sẽ. Mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm đầu tiên này để các bạn, bạn nào làm nhà hàng có thể tham khảo. Mình có những khách hàng làm nhà hàng, thậm chí họ cũng rất là thích sử dụng những cái lưỡi dao cải tiến mới bây giờ của thợ Việt Nam mình. Chiều dài lưỡi dao là được 21.6, bản rộng phần giữa này là 7, 6.9, phần trên là còn 6.4, phần dưới còn 6.5. Cái lưỡi dao thiết kế mặc định như vậy để bởi vì là Việt Nam mình mới thử sử dụng cái thớt là thớt nghiến là nhiều, cái phần tâm của cái thớt ấy, nó sẽ mềm hơn so với cái vòng ngoài. Khi sử dụng ở giữa nhiều nó sẽ mềm, nó sẽ lõm cái thớt xuống. Như vậy là sử dụng cái lưỡi dao nó bầu hơn một chút thì thái nó sẽ đứt đồ ăn được, nó sẽ cắt được đồ ăn. Còn nếu mà thái thớt bằng thì một số cây dao bằng lưỡi thái với thớt bằng mới được, còn nếu mà thái thớt võng thì bằng lưỡi sẽ nó không đứt được đồ ăn. Cán bằng gỗ mun, khâu là bằng đồng thau. Mình bán cái này là 500.000 đồng. Chỉ dùng để thái. Mình nghĩ rằng sau này người ta sẽ phát triển nhiều cái dòng này. Nhiều khi dùng dao nguyên khối bằng nhíp này, nó có độ rỉ rất là cao. Nếu mà được vệ sinh không tốt, mặc dù độ bén cũng rất là cao. 33-34, một cây sashimi của Aritsugu, một cái thương hiệu VIP của dao Nhật. Cái này bên đây có những vết đầu kim bị rỉ, hiện trạng của nó là từ bãi về. Và cái này sử dụng thép giấy xanh, lõi thép giấy xanh, cán gỗ khâu sừng, đường ham on lõi đẹp tuyệt vời. Lõi dao rất là rộng. Đặc trưng của Aritsugu thì cái lõi của nó thường rất là rộng, một lõi lượn sóng. Cán rất là bền chắc. Chiều dài lưỡi dao là được 19.2. À xin lỗi là 29.2. Bản rộng là 3.3. Độ dày sát cán cái này gần 4 ly. 3 ly rưỡi, 3 ly 8 gì đó. Hiện trạng cây dao bị ám rỉ từ 1/3 từ cán lên, 2/3 trở về mũi. Rất là sạch sẽ. Aritsugu. Giá bán là 2 triệu. Đẹp tuyệt vời, rất là ấn tượng. 33-35 là một cây Zanagiba
Cái này của Masamoto, một cái thương hiệu cũng VIP như Aritsugu. Cái này thì hiện trạng dao hoàn toàn như mới, xài lướt. Đây là những cái vết là bụi, bề dao, bề mặt dao không có một vết rỗ gì nào cả. Cái phần mũi dao này thiết kế mặc định như vậy, mình không có chỉnh sửa. Không biết là cái này là nguyên bản của nó bị gãy hay là thiết kế mặc định của dáng dao như vậy. Lõi rất là rộng, cán còn hoàn toàn như mới, cán nguyên bản, nó có chữ khắc Masamoto ở phía đằng sau. Chung là nó hình ảnh của nó hơi kém, cán và khâu hình chữ D. Chiều dài lưỡi cái này là 29.6, bản rộng sắt cán là 3.7. Độ dày cái này 3.5 ly. Phần mũi cái này là gần 3 ly. Mình bán là 2.800.000 đồng. Một cây hoàn toàn như mới. Bên mình chỉ có đá với độ mịn 3.000. Các bạn mua về nhà hàng đấy, có thể các bạn nâng lên độ mịn lên. Cực kỳ sắc ngọt. .33-36, một cây Betty, sử dụng lõi không gì, ốp Damascus, bề mặt có vân búa. Cái này thì mình không có cái thông số lõi gì, khả năng cao nó là VG10 hoặc là SG, SG nó là thép bột, cực kỳ sắc bén. Bề mặt dao còn rất mới, cán dao còn rất là mới, tem mác còn nguyên, sử dụng rất là ít, xài lướt. Cán dao rất là thẩm mỹ, đẹp. Chữ khắc có mộc truyện. Cây Betty này rất là đẹp, rất là đáng sưu tầm. Chiều dài lưỡi là 16.1. Rất ít gặp một cái Betty nào lưỡi dài như vậy. Bản rộng là 3.3, bản rộng sắt cán. Độ dày sắt cán cái này gần 3 ly. Về mũi nó còn 2 ly. Nó dày từ trong và mỏng dần về mũi. Nó dày từ cán. Mình bán cái này là 1 triệu. Cái này thậm chí là mình còn chưa mài, dao rất là mới. Về chỉ có nhúng qua cái FECL để cho nó nổi rõ vân. Để nguyên bản, có cây Nagiri với cây dao này là còn hoàn toàn như mới, không mài. 33-37, một cây Ryoto của Masamoto. Bề mặt của nó còn hoàn toàn như mới, một vài vết đầu kim không đáng kể. Này có mộc truyện và chữ S. Bên mình đã thay cán, hai đinh chốt. Dài lưỡi cái này là 18.5, bản rộng cái này là 3.2. Độ dày 2 ly. Thép nguyên khối. Bán là 400.000 đồng. .33-38, một cây Ryoto của Masamoto.
Cái này bề mặt dao còn rất là đẹp, chữ khắc hai bên, cán gỗ, hai đinh chốt bằng thau, cán không bị hở. Chiều dài lưỡi là 19.6, bản rộng là 3.8 sát cán. Độ dày cái này gần 2 ly, mình bán 600.000 đồng. Cực kỳ sắc ngọt. 33-39 là một cây Santoku bản lớn. Cái này cũng có thể là gọi là một cây Ryoto. Chiều dài lưỡi rất là dài, thép 3 lớp, lõi thép carbon, ốp không gỉ. Thép carbon lên đến sống dao này, lõi sống dao, khâu đúc, cán 3 đinh chốt, cán phun tan, chữ khắc. Dòng này thì nó rất là bén, lưỡi dao dài. Chiều dài lưỡi là 20, bản rộng sắt cán là 4.5, độ dày cái này 2 ly, hơn 2 ly một chút, bán 500.000 đồng. .33-40, một cây Ryoto. Cái này là bị gãy cán, mình hàn táp lại bằng mối hàn, que hàn thép không gỉ, đắp nó dày lên và đắp cao hẳn lên phía trên, mục đích là phục hồi lại cái lưỡi dao này. Với ưu điểm của cây dao này là thép không gỉ, made in Japan, sử dụng thép không gỉ, thép molybdenum, có khắc hình con rồng. Do cái trình độ hàn của mình không chuyên môn nhìn nó không được đẹp thẩm mỹ lắm, tuy nhiên thì cái độ chắc chắn của nó rất là chắc, bởi vì nó dày, dày từ trong này. Mình kết nối bằng keo hai thành phần, cán gỗ lim. Cái này thì mình có chia sẻ cái cách vào cán ở trên video. Cái này lưỡi dài, chiều dài lưỡi của nó là 20.7, bản rộng sắt cán cái này là 4.2. Độ dày 2 ly, cái phần là mình đắp hàn lên nó là gần 4 ly. Nó như vậy nó mới đảm bảo được cái độ chắc chắn. Bán 280.000 đồng. Cực kỳ sắc ngọt. Bạn không chê về cái thẩm mỹ của cây dao này, dùng cây này nó rất được việc, lưỡi dài, thép không gỉ, hàng rất là chất lượng. 33-41, một cây Santoku 3 lớp thép, lõi là thép carbon, ốp không gỉ. Mộc triện, thép DP, trên đây là chữ khắc thủ công, Kane gì đó. Mình biết cái này, chữ này là chữ Kane. Cán gỗ, hai đinh chốt, bị hở nhẹ một chút xíu ở đây. Tuy nhiên cái đinh chốt của nó vẫn rất là chắc chắn, không bị sọc sạch. Chiều dài lưỡi là 16.8, bản rộng là 4.4. Cái này rất là dày. Độ dày của nó là hơn 2 ly, về mũi cũng là hơn 2 ly. Một cây Santoku 3 lớp, như vậy là dày. Giá bán cái này là 230.000 đồng. 33-42 là một cây 3 lớp thép, với lõi là thép carbon, ốp không gỉ. Dùng nó sẽ được vệ sinh tốt, bởi vì ốp của nó là không gì. Chữ khắc thủ công, cán còn rất là liền lạc, không bị hở.
Chiều dài lưỡi là 15.9, bản rộng là 4. Cỡ này có độ dày gần 2 ly, giá bán là 220.000 đồng. Dùng cái này thái rau cỏ, thái đồ ăn chín, rất là sạch. 33-43, một cây sashimi, hai lớp thép, dùng cho tay phải. Đây là chữ trên thân dao, chữ khắc hoàn toàn là thủ công bằng tay. Lõi dao, lượn sóng. Các bạn có thể nhìn thấy cái chữ rõ nét ở trên cán dao này. Cán hình chữ D, khâu bằng đồng thau. Khâu nó có hơi trồi lên một chút như vậy. Tuy nhiên thì khả năng nó trồi lên rất là lâu rồi. Hiện tại bây giờ nó đang rất là cứng chắc, không tháo được. Người ta dùng nhiều, cầm bóng cán lên. Cầm nhiều nó bóng, bóng cái cán này. Điều đó chất lượng cây dao rất là tốt. Chiều dài lưỡi là 20.7. Bản rộng là 2.8. Cái này có độ kháng rỉ cao. Độ dày sắt cán cái này là 3.5 ly. Mình bán cái này là 250.000 đồng. .33-44, một cây sashimi, hai lớp thép, lưỡi dao được thiết kế dùng cho tay phải. Cái này thì còn rất là mới. Cán gỗ, khâu kim loại thép không gì. Cái này có thể coi là độ kháng rỉ rất là cao, thậm chí không gì. Lõi dao rất là rộng, chữ khắc thủ công. Chiều dài lưỡi là 20.3. Bản rộng là 2.8. Độ dày cái này 3.5 ly, gần 4 ly. Giá bán là 280.000 đồng. Rất là bén. 33-45. Một cây sashimi, hai lớp thép. Cái này cán gỗ không sừng. Cán và khâu nó lớn. Điều đó chứng tỏ là cây này nguyên bản của nó là một cây rất là lớn. Kích thước của cả một cây Zanagiba, độ dày của nó chừng 4 ly. Này kiểu như là của Masamoto thì. Đúng vậy, khả năng là như vậy, chữ khác rất là giống nhau. Tuy nhiên thì nó cái phần chữ khắc thủ công này nó đã bị mài tới rồi, nên là mình không khẳng định. Cán rất là lớn, kích thước của cái cây này có thể lên đến là ngoài 30. Nhưng mà người ta dùng tới mức như vậy, điều đó chứng tỏ nó rất là bén. Chất lượng của nó rất là tốt. Dài lưỡi cây, còn sử dụng là 17. Thân dao được 18.7. Bản rộng là 2.5. Độ dày sắt cán cái này hơn 4 ly. Mình bán là 320.000 đồng. Thường những cây khâu sừng nó là dòng giao hệ. Thép có thể là xanh, trắng, siêu xanh, siêu trắng. .33-46. Một cây dao nguyên khối thép không gỉ. Này chữ không thấy cái chữ khác, khả năng là chữ in. Mình bán 100.000 đồng. Cái là thép không gỉ, sạch. Chiều dài lưỡi là 17.5, rộng 3.8, này dày chừng 1.5 ly. 100.000 đồng. Và cuối cùng của video ngày hôm nay là một cây dao có dáng rất là lạ. Mình không biết cái dáng dao này nó là làm gì. Trên đây có chữ là, chữ này hơi khó đọc một chút, nhưng mà của Nhật Bản. Nó có thông số, rất nhiều thông số ở đây. Cán 2 đinh chốt,
Lưỡi là lưỡi một bên. Lưỡi này là dùng cho, cũng không biết là dùng cho tay trái hay tay phải. Còn nếu mà dùng để thái thì nó dùng cho tay trái. Nếu mà để bổ quả hay là sử dụng gọt một cái gì đó thì mình không biết. Lại thông số cho các bạn nhìn rõ. Một cây dao dáng lạ 33x47, mình bán 100.000 đồng. Thép không gì. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn quan tâm thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0989 068323. Xin chào các bạn.